Em chào các bác nhá, lại là em đây. Hôm nay em đi vào rừng hái thuốc. Hôm nay em đi lấy thuốc xương khớp các bạn. Lấy thuốc cho bệnh lý về xương khớp. Thì trong cái bài thuốc mà bài thuốc xương khớp của em thì có rất là nhiều vị thuốc các bác. Rất là nhiều vị thuốc. Nhưng mà hầu như là em không thể cho thiếu được những cái vị nó cần thiết được các bác ạ. Hôm nay thì em đi lấy cây này thì cây hoàng lực. Hôm nay em đi lấy cây hoàng lực với lại cây long cốt phong này. Cây long cốt phong ở đây nhưng mà không lấy cây này được các bạn nhé. Cây long cốt phong thì mình phải đi tìm cây to, cao. Ấy, long cốt phong em đã từng đi lấy rồi. Nó phải to và cao thì mình chặt lấy cái khúc dứa của nó này. Thì mang về làm thuốc thì mới được. Đấy, còn cây hoàng lực thì bây giờ nó không có nhiều rồi. Nó có ít lắm các bạn. Bởi vì ngày xưa mình bán cho Trung Quốc hết này. Thì dân mình bán Trung Quốc hết này. Bây giờ còn có những cây thì ở trong rừng già thì mình đi tìm thì mới thấy, nhưng mà cái rừng này thì không phải rừng già. Rừng này ngày xưa người ta đã phát điều thì vẫn còn cây nó bé thế này thôi các bạn. Đây cây hoàng lực này. Cây hoàng lực thì em đã chia sẻ với các bác rồi đúng không? Cây hoàng lực thì chia sẻ với các bác là trong cái bài thuốc chứa sâu răng ấy, các bác còn nhớ không? Cái rễ của nó chứa sâu răng. Đây này cây hoàng lực này. Đây cây hoàng lực. Gai nó này. Đấy, rất là thơm nhé các bạn nhé. Cây hoàng lực này, lá nó này. Lá nó này. Cái con chó này cứ vào cạnh cứ thở. Đấy. Cây hoàng lực nó này. Gai này, lá này. Cái này thì trong bài thuốc sâu răng thì mình lấy cái rễ của nó ngâm rượu với lại cây bòn bọt để chứa sâu răng. Đấy, cây hoàng lực ấy. Đấy, còn cái dùng trong bài thuốc xương khớp thì mình dùng cái này này. Mình dùng cái bộ phận thân của nó này. Đây. Vậy mình rửa sạch đi. Thái ra. Rửa sạch đi, thái ra. Kết hợp trong bài thuốc xương khớp. Các bạn biết đấy, bài thuốc xương khớp của em thì nó nhiều vị lắm. Bài thuốc xương khớp của em thì nó rất là nhiều vị luôn. Các bạn ạ. À, một cái bài thuốc xương khớp của em thì rất là nhiều vị. Bởi vì các bạn biết đấy. Ở Tây Y ấy, thì khi mà các bạn đi khám bệnh ấy, thì họ sẽ nói là bạn bị tai hoa đốt sống cổ này, tai hoa đốt sống lưng này. Vôi gai này, các kiểu luôn. Nhưng mà ở trong Tây Y ấy, thì các bạn chỉ biết là khi mà các bạn nói là các bạn bị tê bì chân tay này, nhưng mỏi gai gáy này, sưng đau này, thì em chỉ cần biết như thế thôi. Chỉ cần biết như thế là biết là bài thuốc xương khớp. Thì bài thuốc xương khớp của em thì các bạn biết là nó hiệu quả ở chỗ là Em cho bệnh nhân đắp này, cho bệnh nhân uống này. Đấy ạ. Cho bệnh nhân đắp để cho bệnh nhân uống này. Nên là nó khá hiệu quả. Nó quá hiệu quả. Tuy nhiên là có rất là nhiều bác rất là lười không chịu đắp. Nhưng mà thực ra nó đắp nó hiệu quả hết nhất đấy các bạn. Trong tất cả những cái phương pháp chữa bệnh thì hầu như là chúng ta vẫn phải uống hết. Bởi vì mình uống vào trong cơ thể thì nó mới có thể chữa khỏi được. Còn các bác bấm huyệt, các bác xông hơi, các bạn châm cứu thì tất cả những cái đấy thì nó chỉ là hỗ trợ ở bên ngoài thôi. Nhưng mà các bạn đau quá ấy, thì nó sẽ giúp các bạn giảm đau. Nhưng mà nó chỉ hỗ trợ ở bên ngoài thôi, được chưa ạ? Tất cả phương pháp thì các bạn đều phải uống hết. Ví dụ như các bạn đi vào bệnh viện Đông Y. Trong quá trình điều trị cái xương khớp của các bạn ấy. Mà các bạn bị nặng quá rồi, các bạn đau quá rồi. Thì các bạn vào bệnh viện Đông Y. Bệnh viện Đông Y thì họ sẽ cho các bạn uống cái túi như cái túi nước kìa. Đấy, cái kia nó gọi là thuốc bắc. Nhưng mà nó cũng đều chế ra từ những cây thuốc hết thôi. Từ những cây thuốc tự nhiên hết thôi. Nhưng mà nó sẽ không được bằng đâu các bạn. Sẽ không bao giờ được bằng những cây thuốc của những cái thầy thuốc như bọn em. Những cái thầy lang bán như bọn em thì nó lấy thuốc trực tiếp từ rừng. Lấy thuốc trực tiếp từ rừng. Và đây những cây thuốc nguyên như này về thái ra. Và các bạn sắc uống. Nó tốt gấp rất là nhiều lần các bác uống những cái thuốc mà trong bệnh viện nó đông y ấy. Mỗi lần các bác mà buổi sáng ấy, khi mà các bác đi vào viện thì buổi sáng thì các bác được phát ra cái túi kìa, túi nước kìa, nó rất là khó uống. Yeah, nhưng mà nó không tốt được bằng những cái thuốc này đâu. Còn nếu mà các bác mà ở thành phố thì bắt buộc là các bác phải đi vào viện thì các bác phải đi điều trị bằng phương pháp đấy thôi. Còn nếu mà bác nào mà biết đến những cái thầy thuốc như dân tộc như bọn em ấy thì mà bị bệnh xương khớp ấy thì các bác nên lấy thuốc về uống thôi. Đấy, thuốc vừa uống và đắp thôi. Còn nếu mà ai biết bấm huyệt ấy thì cũng chỉ vào bấm huyệt để cho nó hoặc châm cứu để cho nó thông ra khí ra ngoài thôi. Còn mà cái phương pháp
châm cứu ra khơi các kiểu bấm huyệt kia nó chỉ là đỡ thôi các bạn, nó không khỏi được. Các bạn muốn khỏi thì các bạn phải dùng thuốc. Đây, cái thuốc thì là các bạn nên dùng những cái loại thuốc tự nhiên như thế. À, còn trên thực tế thì bây giờ em thấy có nhiều thầy thuốc lắm, nhiều thầy thuốc người ta giới thiệu nhiều cái thuốc lắm. Người ta đi lấy mấy cái lá lanh quanh nhà ấy, mấy cái lá này thì người ta cứ bảo là bị ung thư hoặc bị thế này dùng khỏi ngay ấy, thì các bác nên xem xét lại những cái trường hợp ấy. Đấy. Bản thân em thì suốt ngày đi hái thuốc rồi, suốt ngày lang thang ở trong rừng rồi. Phải từ bé rồi. Các bác phải biết là em đi đăng ký bây giờ em đi đăng ký bài thuốc gia truyền thì hỏi em bảo làm thuốc từ năm nào em cũng không thể nhớ được luôn. Vì từ bé rồi mà em đâu có biết được làm thuốc từ khi nào đâu. Bé đi theo ông lấy thuốc thì xong lớn lên ông mất hết rồi thì ở nhà thì cũng chẳng có ai theo nghề. Ở nhà thì cũng không ai theo nghề, cả hoàng cũng đông người nhưng mà có mỗi mình em thôi. Mỗi mình em thì cái nhớ lại những cây thuốc của ông xong là đi học thêm ra xong là bây giờ thì thành làm thầy thuốc thôi. Nên là bây giờ xem những cái bạn mà mới bắt đầu làm video kiểu bắt đầu đi giới thiệu cây thuốc này thì thấy 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 các bạn đấy nói mình thấy ngại quá. Bản thân mình thì cũng không bản thân em thì cũng chưa già đâu, ba mấy tuổi thôi, nhưng mà làm thuốc thì phải lấy thuốc cho mọi người thì phải lấy lâu lắm rồi, từ xưa tới giờ trong nhà trong bản ai ví dụ một số người biết thì người ta vào nhà người ta bảo đi lấy cái này cái kia cho thì khác đi suốt rồi. Chẳng qua là không kiểu như không làm như ở các bác ở không mở hiệu như các bác ở dưới xuôi thôi, chứ nhiều bác ở dưới xuôi bán cây dược liệu sau giờ sau các bác cũng thầy thuốc hết đấy. Còn bọn em thì đấy từ bé đi lấy thuốc rồi. Và bây giờ đấy, những cây thuốc này này những cây thuốc như này này, ví dụ như cây này gọi là cây mặt vai này, cây mặt vai này là chứa sâu răng này từ xưa rồi. Cùng ông đi lấy cây thuốc này, ngày xưa cây to các bạn đi lấy rễ về cho này ngâm rượu ấy, người ta bị sâu răng xì thà thế là lấy rễ về cho họ chặt ra cho họ đun cho họ ngầm hai một lúc coi thì đã không bị rồi đấy, đó gọi là cây mặt vai, cái này gọi là cây mặt vai. Còn bây giờ thì nếu mà trong bài thuốc xương khớp thì mình cho vào vài lát thôi đấy, cái hoàng lực này này mình thái ra mình cho vào vài lát, đừng cho nhiều vì nó nóng, cái này nó có tinh nóng à, nó tinh nóng với lại nó có tinh dầu ấy, nó thơm á. À, nó thơm lắm, nó tinh dầu ấy, thì cho nên là mình không dùng nhiều, nhưng mà phải cho vào lát, phải cho mấy lát vào trong cái bài thuốc đấy thì khi uống vào nó dễ chịu lắm, nó giảm đau nhanh lắm. Các bạn bị đau nhức xương khớp mà các bạn thêm vị này và nó giảm nhanh lắm các bạn, cái hoàng lực này này nó giảm đau rất là nhanh, không nó giảm đau rất là nhanh. Và đặc biệt là cây long cốt phong này nhá, đây cái cây long cốt phong này thì cái cây này thì không nên thuốc rồi, mình phải lấy cây to hơn cao hơn, là tí nữa em sẽ đi tìm thôi. Bây giờ thì tại em chui ở dưới này em mệt quá, em ngồi đây em chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì mình không lấy cái này bởi vì cái này nó chưa đủ to, nó chưa cao lên, không nên thuốc được, mình phải đi tìm. Cây long cốt phong này thì các bạn nó uống vào nó sẽ đau. Khi cây long cốt phong này mình uống vào được mấy ngày thì nó sẽ đau lên rất là nhiều, nó công thuốc lên nhưng mà nó lại đau mấy ngày xong nó lại đỡ luôn các bạn. Đấy, nó lại đỡ luôn là lại nó như thế, cây thuốc nó hay như thế. Còn bài thuốc xương khớp thì các bạn đừng hỏi em, chỉ cho các bạn một vài cây thuốc, em không biết chỉ cây nào cho các bạn được, bởi vì là cái bài thuốc xương khớp của em có nhiều cây lắm các bạn, mà cái phương pháp chữa bệnh của em nó cũng khác người lắm. Vừa đắp này đấy các bạn, em đi lấy cái lá tươi để các bác đắp này, sao rượu các bác đắp này không các bác uống này, nó hiệu quả lắm. Bác nào mà không đi được ấy, bác nào mà bị tự dưng bị đau bị liệt nửa người đi không là đắp thuốc của em nó vẫn còn đi được bình thường các bác nhé. Kể cả bà cụ già rồi vẫn đi tốt, vẫn không sao cả, đắp thuốc nó tan ra mà. Phương pháp của em thì đều là đắp và uống hết, nên là các bạn mà hỏi em một cái chủ đạo em cũng không biết chia sẻ cho các bạn như nào đâu. Và trên thực tế thì em rất là bận các bạn, em thật sự rất là bận luôn. Em thật sự rất là bẩn luôn, nên là có nhiều bạn cứ hỏi em chỉ cho các bạn cái bài này bài kia, không là muốn các bạn muốn em trả lời các kiểu ấy, thì thực ra em bẩn lắm, em không có thời gian đâu các bạn. Có lúc em để ý đến tin nhắn của các bạn, nhưng mà một lúc sau em lại có việc rồi thì em lại không trả lời được, cứ như thế. Cho nên là nhiều khi thì các bạn nghĩ là em kiêu căng quá, nhưng mà không phải đâu các bạn, em chẳng có gì để kiêu căng cả đâu.
tính em là thật thà thôi và là thẳng tính thôi. Em rất là thẳng tính và rất là thật thôi. Em trả lời được các bạn em sẽ trả lời, còn bạn nào mà cứ nhì nhèo cứ hỏi em nhiều lắm thì em cũng không muốn trả lời. Là cứ hỏi xong hỏi linh tinh ấy, rằng là hỏi thuốc thì hỏi đi hỏi lại mà không lấy ấy thì sau là đơn thuốc thì mặc cả với em thì em không gửi cho các bạn, em không muốn nói chuyện với các bạn đâu, thế thôi. Còn bản thân em thì cũng muốn chia sẻ cái thuốc cho các bạn lắm, vậy nên là khi mà các bạn muốn hỏi hỏi cái thuốc của em ấy thì các bạn đăng ký kênh của em đi, các bạn theo dõi em đi thì các bạn sẽ biết được là cây thuốc này chữa bệnh này và cây thuốc kia chữa bệnh kia, đúng không ạ? Bởi vì là hầu như thì em là đi lấy thuốc là đều là có đi lấy thuốc đều là lấy về cho bệnh nhân, có bệnh nhân thì em mới phải đi lấy thuốc, thiếu cây thuốc thì em mới đi lấy. Vậy nên là các bạn đăng ký kênh của em, các bạn theo dõi em thì các bạn sẽ biết rất là nhiều bạn có khi theo dõi em cũng đã bây giờ thành thầy thuốc rồi đấy. Bởi vì em chia sẻ nó rất là thực tế, rất là cận cảnh luôn. Đi vào rừng hái thuốc như thế nào thì chia sẻ cho các bạn luôn. Đây, hôm nay thì chia sẻ cho các bạn hai cây thuốc thôi. Có khá nhiều cây thuốc ở đây nhưng không chia sẻ nữa. Đây như ví dụ như cây sa nhân này này. Hôm nào đi lấy hàng chia sẻ với các bạn. Chia sẻ với các bạn vậy thôi, để em còn đi tìm cây đây, long cốt phong này các bạn. Mà bây giờ vào rừng các bạn biết thế nào? Ngoài long cốt phong ra thì em vẫn còn tìm ốc này, tìm đưa xuống kia này, mát mát này, chưa muộn thì bắt cua này các kiểu nữa. Em đi rừng là em cứ lang thang kiểu vậy. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Bạn nào mà bị đau nhức xương khớp ấy, chứa thuốc uống thuốc nhiều nơi không khỏi thì các bạn liên hệ với em. Các bạn đừng hỏi em số điện thoại ở đâu, chỉ cần các bạn bấm vào kênh của em là các bạn đã thấy cái số điện thoại của em ở đấy rồi, chứ không phải là video này em cũng có thể đăng số điện thoại lên cho các bạn được đâu ạ. Cái số điện thoại em chỉ có mỗi một số thôi, các bạn vào kênh của em là các bạn đã thấy số điện thoại của em rồi. Nhưng mà thực sự các bạn mà chữa bệnh khắp nơi rồi, uống nhiều thuốc rồi không đỡ thì các bạn có thể alo em các bạn nhé.